Francesco, bộ phim tài liệu mới về Đức Thánh Cha. Phim tài liệu Francesco được thực hiện bởi đạo diễn người Mỹ gốc Nga Evgeny Afinevsky, được trình chiếu ngày 21 tháng 10 tại Liên hoan phim Roma và được trao giải Kino ngày 22 tháng 10. Phim kể lại giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, những thách đố của thời đại và tính cấp bách cần giải đáp qua một loạt các cuộc phỏng vấn về các chủ đề chính trong triều giáo hoàng của Ngài. Phim Francesco đang xen câu chuyện thực với các cuộc phỏng vấn độc quyền với chính Đức Giáo Hoàng Francisco, với Đức Biển Đức 16, với gia đình của Ngài, với Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, với Đức ông Charles Cicluna, trợ lý thư ký của Bộ Giáo lý Đức Tin, và cả với nữ tu Norma Pimentel, người đã dấn thân cho những người di cư tại biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico, và với người bạn lâu năm của Đức Thánh Cha, Rabbi Abraham Skoka. Phim đề cập đến nhiều vấn đề thời sự khác như đại dịch, phân biệt chủng tộc, lạm dụng tính dục. Phim nói về cuộc chiến tại Syria và Ukraine, nhưng cũng nói về cuộc bách hại người Rohingya để họ sống trong cảnh khốn cùng ở trại tị nạn ở Bangladesh. Thông cáo báo chí về việc trình chiếu phim viết rằng Đức Thánh Cha trả lời các câu hỏi bằng sự khôn ngoan và lòng quảng đại khi chia sẻ những ví dụ cảm động về những bài học cuộc sống của Ngài, đưa ra những lý tưởng có thể giúp chúng ta xây dựng một cây cầu hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn và phát triển như một cộng đồng toàn cầu. Dù phim nói về nhiều đề tài khác nhau, nhưng báo chí dường như chỉ tập trung vào đề tài sự chung sống của những người đồng tính. Tuy nhiên, khi khai thác về đề tài này, nhiều tờ báo lớn đã không muốn đào sâu ý muốn thực sự của Đức Thánh Cha, nhưng đi theo một hướng khác, với tư cách dùng từ khác, vì thế làm dấy lên một làn sóng truyền thông trên khắp thế giới.